Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh có quay lại nhà vườn anh Quỳnh Xứng ở Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị một số mặt hàng hoa kiển và một số phôi. Hiện nay có trang nhiều màu nha quý cô chú anh chị. Rồi một số phôi me, phôi trang và phôi sâm núi trái. Số điện thoại liên lạc anh Quỳnh Xứng thì có trên tiêu đề nha. Quý cô chú anh chị kết bạn Zalo hoặc là liên hệ trực tiếp với anh để được hỗ trợ mua hàng và chọn cho mình những cây nghĩ về chơi nha. Rồi chào anh Xứng. Mến chào cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai ha. Thì nhà vườn em Quỳnh Xứng hôm nay tiếp tục về một lô sâm núi trái nha cô chú anh chị. Đủ loại ha, co lắc có ha. Với lô bông trang, bông trang me. Bông trang các loại ha cô chú anh chị. Mong chú anh chị ủng hộ như trong thời gian qua. Dạ số điện thoại em ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại Zalo của em là 0907677273. Đó là Zalo của em ha. Số điện thoại em có trên màn hình nha cô chú anh chị. Dạ, em vô qua đây ha. Rồi cho em số 1 cây sâm núi trái nha anh chị. Đó, sâm núi trái ha. Số 1. Số 1 có chiều cao là 55. Hoành eo 15, 14 đi, tính 14 đi ha, hoành eo nhỏ đây ha. Còn củ đế 40 ha. Củ đế có 40. Thân cao lắc lượng ha. Đây có cao nữa mình chơi dáng danh nhau danh quan nhân cũng được nha cô chú anh chị. Thoát thân là 40. Rồi cái này 500 nha cô chú anh chị, sâm núi trái. 500 bao sống bao ship toàn quốc. Dạ cây số 2, em có một cặp ha anh chị. Đó. Cái này có chiều cao là 54. Thoát thân cũng 40 luôn. Sâm núi trái nha anh chị. Hoành đây 17 ha. Đó, mấy này có trái nha anh chị. Có trái em chừa trái cho anh chị thêm ha. Sâm núi trái nha chứ không phải sâm bông nha. Đó, mã số 2 400. Số 2 400 nha anh chị. Bao sống bao ship toàn quốc. Rồi số 3 cũng là cây sâm núi luôn ha, sâm núi trái ha. Cây củ đế rất đẹp nha anh chị. Dạ chiều lỗ ở đây 45. Hoành eo 17. 17 hoành nha anh chị. Nồi đế 24. Rồi cái này 300. Mã số 3, 300 em bao sống bao ship toàn quốc. Mã số 4 sâm núi trái luôn. Dạ chị bay ra đây là 30. Hoành eo 17. Đó, 17 củ đế có luôn ha. Cây rất đẹp luôn chị. Rồi mã số 4 300 luôn. Bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 5 cũng sâm núi trái luôn, cây này trực lắc ha anh chị. Đó, trực lắc ha. Cây đẹp ha, củ đế đẹp ha. Chiều cao là 24. Hoành đây 17 luôn, 17 hoành ha, thẳng thớt nha anh chị, củ đấy đẹp ha. Rồi cái này mã số 5 cũng 300 luôn, bao sống bao ship toàn quốc. Sâm núi trái nha anh chị. Rồi cái này mã số 6 cũng là sâm núi trái luôn. Dạ đây đổ ở đây là 36. Hoành em ở đây 17 ha. 17 hoành không nha anh chị, cái nồi đấy bóp tay không giáp ha. Rồi 300 luôn. Mã số 6, 300 bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 7 cũng là sâm núi trái nha anh chị. Sâm này sâm núi trái em nhắc lại ha. Sâm trái nha anh chị, chứ không phải sâm bông ha. Dạ đây chiều đổ là 27. Hoành 20, cái này to ha. Một nồi đấy một cục luôn ha. Rồi mã số 7 300 luôn, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 8 cũng là sâm núi trái luôn nha anh chị. Có cái này đế một bệt luôn nha anh chị, đế nó ra tới đây luôn ha. Cái này quái ha. Chiều đổ ở đây 30. Hoành 18. Đấy một bệt cho tới đây ha. Rồi cái này cũng 300 luôn. Mã số 8 em bao sống bao ship toàn quốc ha. Rồi mã số 9 cũng là cây trực ha. Hai cần ha. Cái này cây trực đổ. Dạ chiều cao đây 30. Đây cái đây là 20. Hoành 17 luôn nha anh chị. Hoành 17 ha. Đó nồi đây có ha. Rồi cái này mã số 9 300 luôn. Bao sống bao ship toàn quốc. Dạ mã số 10 cũng là cây sâm núi trái luôn. Cây to ha anh chị. Cái này cũ một cục luôn ha. Rất đẹp. Đây cái đây là 27. Hoành 18. 18 hoành ha. Nồi đế ra sổ rất đẹp ha anh chị. Cái này trồng hai bội mới được vậy nha anh chị. Lâu năm lắm rồi. Mã số 10
300 luôn, em bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 11 cũng là sâm núi trái luôn. Số 11 này hình thú ha anh chị, chân trước chân sau ha. Chiều đổ ở đây là 20, hoành 16, cái hoành 16 nha, có hai cái chân xuống đây ha, quái ha. Rồi 300 luôn mã số 11, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 12 cây trực ha anh chị, đó cây trực ha, ai thích chơi dán trực thì chơi cái này đẹp ha. Mã số 12, mã số 12 chiều cao là 30, hoành eo 18 hoành nha anh chị. Đó cây này 250, mã số 12 250.000, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 13 cũng là cây trực luôn ha, trực tán đa đẹp ha. Nó chiều cao là 21, hoành đây nhỏ anh chị, hoành đây 13, hoành nhỏ mà cũ nó bự nè, cũ to ha. Rồi cái mã số này 250 luôn, mã số 13 250.000, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 14, 14 là cây sâm núi trái luôn ha. Đó. Chiều cao là 28, cái trực luôn nha anh chị, hoành 17 hoành ha, nồi đế to ha, cái này nồi đế to ha. Rồi 250, mã số 14 250.000. Rồi mã số 15 em có cây sâm sù ha chú quý anh chị, nó sâm này sâm sù ha, sâm núi sù ha, con cây một à, mấy trăm cây con cây à. Dạ chiều đổ ở đây 25, nó sù cục này ha anh chị, cục sù nó nằm đây ha. Hoành này 17 luôn, 18 luôn, nồi đế dữ lắm ha. Đó, cục sù đây, cục sù một cục đây nè, con cây sù một nghe anh chị. Rồi mã số 15 cây sâm núi sù này giao lô 450 ha, 450.000 mã số 15, con cây sù một ha. Rồi mã số 16 lên chân vàng anh chị, vàng lá nhỏ bán cặp ha, cặp về là 400 nghe anh chị, cây củ đế có hết trơn ha. Chiều cao là 18, hoành 21 hoành ha, gắt to cái nồi đế là 40 ha, một nồi đế hai tay bớt không giáp ha, đế đều. Rồi mã số 16 là giá 400.000 một cặp vậy ha, cây lên mầm sống khỏe rồi. Rồi mã số 17, cái này tông cao ha, này ai thích tông cao cho tông cao đẹp ha anh chị. Mã số 17 chân vàng luôn nha, củ đế em bao ha, chiều cao là 20, hoành 19 ha, 19 hoành, nồi đế hai tay bóp không giáp ha. Rồi cây mày mã số 17 là 400 luôn, 400.000 một cặp, một cặp vậy nghe anh chị. Rồi mã số 18 cũng là dân vàng luôn, cây em bao già bao đế ha, chiều cao là 17, hoành là 19 ha, gắt to ha anh chị, đế có luôn ha. Rồi mã số 18 này em giao luôn cặp về 300 ha, 300.000 thôi mã số 18. Rồi mã số 19, đó mã số 19 cũng là chân vàng luôn nha anh chị, chân vàng lá nhỏ luôn, chiều cao cái này là 19 luôn, hoành eo cái này 23 ha, gắt to ha anh chị, 23 hoành ha, cái này có 19 hoành ha, đế em bao đế. Rồi cặp về là 300 nha anh chị, mã số 19 một cặp 300. Rồi mã số 20 em lên cái chân đỏ xưa nha anh chị, hàng này hàng xưa ha, hàng này trang hàng gạo nha anh chị, trang này trang hàng gạo ha, trang lâu năm, trang hàng này hàng khai thác nha anh chị, chứ phải hàng công nghiệp ha. Cây này là chiều cao 38, nó chiều cao 38, hoành đây 26 rất là to nha anh chị, tính 25 đi, tính 25 hoành luôn đi ha, quá trời cây ha, cây bỡ là cây rất to anh chị, đo tuốt trên đây coi, chút trên đây rồi còn 20 hoành ha, nó nâng lên tuốt trên đây ha. Cây chân đỏ anh chị, nồi đế 52 51, nồi đế 51. Rồi cây chân đỏ này mã số 20 giao lưu 700, rồi sống bao ship toàn quốc chân đỏ lá nhỏ ha. Đó, mã số 21 cũng là cây chân đỏ lá nhỏ luôn, hình thú ha. Đó, số 21 hình thú nha anh chị. Đây bay ra đây là 23, đó đây chiều cao lên đây là 17, hoành 22 ha anh chị, hoành eo hồi nhỏ 22 ha, cũ nó là 45 đó. Rồi cây mã số 21 là giá 600, bao sống bao ship toàn quốc 600. Rồi mã số 22 cũng là cây chân đỏ lá nhỏ luôn, đó chân đỏ lá nhỏ, chiều cao là 39, hoành 20 ha, rất to anh chị, đế có ha.
Rồi mã số 22500, bao sóng bao ship toàn quốc, chân đỏ lá nhỏ. Rồi mã số 23 cũng là đỏ lá nhỏ anh chị. Đỏ không ha. Dòng này em nhắc lại dòng hàng này, hàng khai thác ha, hàng xưa ha anh chị, già cây ha, chứ không hàng công nghiệp nha anh chị. Chú anh chị nhìn biết ha. Chiều cao là 39. Quanh nhỏ mà già cây à. Quanh 21. Đây 21 ha. Cũ đế có ha. Rồi mã số 23 400. 400 ngàn, bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi mã số 24 cũng là đỏ lá nhỏ luôn, màu đỏ nha anh chị. Chiều cao 21. Tổng cái hoành eo chỗ này là 23. Đó cái nồi đế này nè, nồi đế hai tay bóp không giáp này ha. Rồi 400 luôn mã số 24, 400 bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi mã số 25, đỏ lá nhỏ. Cái này mình chơi nguyên thủy cũng đẹp ha, vì mình cắt ghép sọc này kia đồ gắn gắn đẹp anh chị. Hàng đỏ này nó mạnh lắm, hàng xưa này nó mạnh lắm. Nó thứ chết bậy lắm. Chiều cao là 45. Hàng này hàng khai thác ha. Hoành 22, 20 đi. Tính đại 20 đi. Nè nồi đế nè. Rồi cái mã số 25 này 400 luôn. Cây già dữ lắm nghe anh chị. Lắm già ha. Đó, mã số 26. Đỏ mà cây cỡ này cũng cả chục năm nghe anh chị, mấy năm ha. Đỏ lâu lớn lắm. Lâu lớn hơn vàng. Mã số 26 cũng là đỏ luôn nha anh chị. Đây cao lên đây là 27, đây cao lên đây là 34. Cái hoành 22 ha, 22 hoành. Đó, nồi đế vậy nè. 400 luôn. Mã số 26 cũng 400 luôn. Rồi mã số 27 cũng là đỏ lá nhỏ nha anh chị. Chân đỏ không ha, hàng khai thác cảm nhắc lại ha. Chiều cao là 29. Hoành eo ngay đây 21 ha. Tính 20 luôn đi. Nồi đế một bệt nha anh chị, một cục đế ha. Rồi mã số 27 cũng 400 luôn, bao sóng bao ship toàn quốc. Dạ em nhắc lại số điện thoại giao lưu của em là 0907677273. Đó là Zalo của em ha. Nhà vườn em Quỳnh Xứng nha anh chị. Quỳnh Xứng ha, ở em ở Đồng Tháp. Rồi mã số này mã số 28. Cao lên đây là 35. Hoành eo nhỏ nhất ở đây là 21 ha. Nồi đế em nồi để em đo thử nồi đế cái ha anh chị. Em chính trị thêm ha. Nồi đế là 44. Nồi đế là 46 ha, 46. Rồi mã số 28 400. Đó. Rồi mã số 29 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn. Này vì mình chơi cành gớt đẹp ha. Chiều cao là 30. Hoành 24, 23 đi. Ngay đây nha, coi như em đo ngay đây ha. Đo đâu là tính đó ha. Hoành 22 đi. Rồi mã số 29 là 400 luôn. 400 em bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi mã số 30 cũng là đỏ lá nhỏ luôn. Cây già lên tới đọt luôn nha anh chị. Cốt dốc đọt ha. Chiều cao 36. Hoành 18, cái này hoành 17 ha, 17 đi. Rồi cái này 300 thôi ha. Mã số 30 300. Rồi mã số 31 cũng là đỏ lá nhỏ nha, đỏ không nghe anh chị. Trăng đỏ không ha. Hàng này hàng xưa, hàng khai thác ha. Chiều cao là 42. Hoành 21. Tính 20 luôn đi. Rồi mã số 31 này 400 luôn, bao sóng bao ship toàn quốc. Rồi mã số 22 em có cây tông cao nha anh chị. Đó cây này tông cao ha, cây này độc lạ ha. Cắt cao. Cây này chiều cao là 91 ha. 91. Chiều cao nó rất là cao ha. Gần mét luôn á. Em coi vị trí này đi, vị trí này 23 hoành ha. 23 hoành. Nồi đế đặt của nó. Nồi đế đặt của nó là 40. Đó. Con cây này độc lạ ha anh chị, hình thú luôn ha. Rồi mã số 32 500, 500 ngàn em bao sóng bao ship toàn quốc. Hết trang lên me anh chị. Này me chua ha. Đó. Me chua. Mã số này mã số 23 nha anh chị. Mã số 23 cây me. Đây cao lên đây là 46, đây ra đây là 39. Me em đổi cũ ha, cũ 31 ha. Cũ 31. Rồi cái này 300, mã số 33. 300. Rồi mã số 34 cũng là cây me chua ha anh chị. 34 luôn, cây me chua luôn. Chiều cao là 42. Cũ ở đây là 26 rất to ha, nè bóp cái tay nè. Đó. Rồi mã số 34 là 300 luôn, bao sóng bao ship toàn quốc cây me. Rồi mã số 35. Đó, cây giật lắc ha, lắc lượng ha anh chị. Mã số 35. Mã số 35 chiều cao là 50.
Cũ đặt chỗ này là 328. Đó, 28 em bóp rồi ha. Rồi 300 luôn, mã số 35, 300, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 36 là cũng là cây me ha. Đó, cây me chua luôn. Dáng lồng ha, rất đẹp ha anh chị. Chiều cao là 38. Đó eo đi. Eo này 20 ha. Cũ đặt của nó là 40 ha. Này cũ đặt chỗ này là 40 ha. Rồi, cái này 300 luôn, mã số 36, 300. Bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 37 cũng là cây me luôn. Dáng quái ha anh chị. Vậy chú anh chị thích chơi dáng nào chơi ha. Mã số 37. Chiều cao là 35. Ủa? Chiều cao là 50 chứ. Lỗi, cao 50. Cũ đặt chỗ này là 30. Đó, cũ cái này 30 em đo đây ha. Con cũ này hai tay bóp nè. Rồi đấy đó. Mã số 37 là 400. 400 mã số 37. Rồi mã số 38 cũng là cây me chua luôn ha. Đó. Me chua luôn. Chiều cao là 46. Cũ chỗ này là 37 ha, rất to anh chị. Mã số 38 400 luôn. Cây me. Bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 39 cũng là cây me chua luôn. Nhà vườn em bao sống bao ship toàn quốc nha chú anh chị. Mã số 39. Dạ chiều cao là 40. Cũ đặt chỗ này là 44, rất to ha, 44. Rồi cái mày mã số 39 này giá 400, em bao sống bao ship toàn quốc. Cái me. Rồi mã số 40. Đó cái này cái bệt đặt nó dữ lắm nha anh chị, cái này rất đẹp ha. Này bệt hết biết cái bệt ha. Mã số 40. Mã số 40 có chiều cao là 35. Đó, cái bạch đặt luôn nha anh chị, cái bạch đặt quẹo luôn ha. Đó, cái bạch đặt nó là 60 ha, rất to, 59 đi. Rồi cái mã số 40 này 500, bao sống bao ship toàn quốc, cái me. Cái này rất to ha. Rồi cái số 41. Đó, 41 cái me luôn. Đó, cái này nữa mình quýnh cành chơi dán dân nhân cũng được nha con chú anh chị, rất đẹp ha. Cái này em bán rẻ 300 à. Mã số 41. Chiều cao 40. Hoành 37. Cái này 300 à. Rộng chi xơi rất đẹp ha. Rồi. Mã số 42 cây vàng lá sắn nha anh chị. Vàng lá sắn nha, cây này hừng chậu sống khỏe nha anh chị. Hàng này hàng để bàn ha. Chiều cao là 50. Cái bông nó y vàng vàng Pháp là vậy đó ha. Rất là đẹp, rất là tươi. Bông đi trang bông vàng Pháp vậy đó. 8060. Chiều cao 50, 8060 ha. Cái này hàng để bàn nha anh chị. Một cốt ha. Một cốt nó 13 hoành nha anh chị. 13 hoành. Một cốt ha. Hàng hừng sống khỏe rồi. Rồi cái này 250. Mã số 42, 250. Rồi mã số 43 bán cặp nha anh chị. Đó. Cặp ha. Số 43. Cây này có hai màu nha anh chị. Nó cái dạng lá sắn là nó hay lên hai màu vậy đó. Cây này có chiều cao là cao 50. 8050 luôn. Này hoành chín nè anh chị. Cây này hoành chín ha. Hoành nó chín nè, cặp vàng bán 400 nha anh chị. Mã số 43. Cặp về 400.000. Bao sống bao ship toàn quốc. Tự nắm. Rồi mã số 44 em cũng bán cặp ha. Vàng lá sắn luôn. Cái này người ta kêu vàng Pháp lá nhỏ cũng được nha anh chị. Tại cái bông nó trang vàng Pháp mình vậy đó, rất là đẹp. Cái này là cái hoành to ha, mã số 44. Mã số 44 chúng chiều cao là 50 luôn. 8000 nó là 445. Cái này hoành 11 ha. 11 hoành, cái này có đế luôn nha anh chị, cục đế luôn ha. Rồi cặp về 400 luôn, mã số 44. 400 luôn em bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 45 em mới lên cặp đỏ anh chị. Đó, mã số 45 cũng là hàng để bàn ha. Cái hàng này cũ đế lắm nha anh chị, hàng đỏ nè. Cũ đế một cục luôn ha. Nè. Này đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 40.
8050. Đó. Hoành nó 10 ha anh chị, hoành 10 ha. Đó. Hàng thần sống khỏe ha anh chị. Hàng trồng trong cái chậu ha. Rồi, cặp gì 500 nha anh chị, mã số 45. Cặp gì 500. Tàn rất là đẹp ha. Rồi mã số 46, cũng cặp luôn, cặp này đẹp nha anh chị. Cặp này to ha, cũ một cục luôn rồi. Cặp này quá đẹp. Cặp này cũ dữ lắm nha. Mã số 46. Mã số 46 chiều cao là 45. 8050. Đó, cái này cũ quá trời ha. Hoành nó 11 ha anh chị, hoành 11 à. Mà cũ đẹp quá trời đẹp ha. Cũ nó một cục luôn ha. Rồi, cặp mã số 46, cặp đỏ này giao luôn 500 luôn. 500 em bao sống bao ship toàn quốc. Thôi đi, này đâu ngã đâu. Rồi mã số 47, cây vàng hường đột xanh bông đậm nha anh chị. Vàng hường đột xanh bông đậm ha. Cái này chiều cao là 90, 8080. Cái này hoành em đo thử cây ha, dao động 8-9-10 nha anh chị. Nó cái này 10 hoành nè. Cái này dao động, cái này thoát thân khoảng 3 tắc, 4 tắc ha. Thoát thân nó 4 tắc ha. Rồi mã số 47 này giá 250 nha anh chị, 250. Em bao sống bao ship toàn quốc. Cái này thoát thân cao nè, cái này cao hơn cây nãy nè. Đó. Rồi mã số 48. Đó, vàng hường đột xanh bông đậm luôn. Cây này thoát thân rất đẹp ha. Cái này chiều cao là 1 mét, 8 ngàn nó 1 mét luôn. Cái này thoát thân 50 nha anh chị. Cái hoành cũng 90 ha. Đó, cũ em còn một cục ở dưới á. Vì mình khai thác thêm ha. Rồi cái này cũng 250 luôn. Mã số 48. 250 ngàn. Em bao sống bao ship toàn quốc. Mấy cái này là mấy năm trước là nó mắc dữ lắm nha anh chị. Giờ em bán cây vậy có 200 à, 250 à. Mấy cái hàng này hồi đó mua cho cây giống cả lớn lớn cả triệu mấy, 2 triệu á. Giờ nó xuống rồi. Mã số 49. 49 chiều cao là 90. 8070. Cái này thoát thân đẹp luôn nha. 250 luôn mã số 49. Vàng hường đột xanh bông đậm nha, chuẩn nha cô chú anh chị. Em bao ha. Rồi mã số 50. Cũng là cây vàng hường đột xanh bông đậm luôn. Đó, cái này em bao đột xanh bông đậm nha, chuẩn nha anh chị. Không có like ha. Cái này mùa nắng nó đậm lắm. Cái này mưa, cái này nó mưa nó hơi giật. Chiều cao 80. 8070. Đó, cái này hoành cũng to ha. Này có đủ có cũ luôn nè. Rồi mã số 50 này 250 luôn. Bao sống bao ship toàn quốc. Vàng hường. Rồi cái này lên là vàng hường đọt đỏ anh chị, cái này đọt đỏ ha. Nãy đọt xanh này đọt đỏ. Đọt đỏ bông đẹp tê hơn ha. Xanh đỏ rồi bông cũng tê chứ. Mà này màu đọt đỏ thì màu đậm hơn. Này chiều cao là 90. 8 ngang là 70. Nó cái này hoành cũng 10 ha, em đo lại thử cây nữa. Hoành 10 nha anh chị, 10 hoành ha. Thoát thân 2 tấc cây này. Vàng hường đập đỏ. Mã số 51 này cây vàng hường đập đỏ này giao luôn 250 luôn, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 52, cây vàng hường đập đỏ luôn nha anh chị. Đập đỏ luôn ha. Cái này em bán rẻ cho chính chị chơi ha, 200 à. Em bao ship. Chiều cao là 75, 8 ngang là 65. Cái hoành nó cũng 90 ha. Cái này thoát thân khoảng 3 tắc thôi chị, 3 tắc mấy ha. Rồi mã số 52 này là 200 à. Bông vàng hường đọt đỏ này nhìn rất là tê tái không chị. Rồi mã này nè, mã 53. Mã 53 em trở lại rồi, vàng hường đọt xanh nha anh chị. Đọt xanh bông đậm ha. Này đọt xanh nha anh chị, đọt xanh bông đậm. Cây này có chiều cao là 1 mét, 8 ngang là 90. Đó. Hoành em khỏi đo nữa ha. Hoành này 11 nè, 19, 11 cái đó. Này thoát thân khoảng 3 tắc mấy nha, rất cao, rất đẹp ha. Rồi mã số 53 này 250, em bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 54, cũng vàng hường đột xanh bông đậm luôn. 54. Cây trồng trong cái bội của chú chị cứ yên tâm về vấn đề sống chết ha. Nè, cái còn nguyên cái bội ha. Chiều cao 1 mét, 8090. Nó này thoát thân khoảng 3 tắc, 4 tắc ha. Nó hoành cũng 90 nha anh chị, cái này 250 luôn, mã số 54. Đó, cũng 250 luôn.
Cái này em trồng trong cái bội, con chú anh chị cứ yên tâm ha. Còn nguyên cái bội luôn ha, mướn nguyên cái bội nè, không chết đâu. Cái dòng lá chung này nó mạnh dữ lắm. Cây này bự ha anh chị, có cây bự không ha. Cái này hoành bự ha. Cái này chiều cao là 80, 90 chứ. Tán ngăn là 90. Đó, cái này củ nở quá trời ha. Cái này củ dưới tới 12 lần nè ha, 12 hoành ha. Thoát thân đẹp luôn. Rồi cái này cũng 250 luôn, mã số 55, 250 luôn em, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 56 cũng là cây vàng hường luôn ha. Đọt xanh bông đậm nghe không chị? Rất là đẹp ha. Cái này mà nắng lên một cái nó bông nó đậm thêm nữa nha. Bây giờ mưa mùa mưa này nó hơi nhạt chút. Ai thích dòng này thì nhìn biết ha. Dạ chiều cao là 90, tán ngang là 80. Đó, cái này hoành cũng 90 ha, mã số 56. Cũng 250 luôn, bao sống bao ship toàn quốc, 250 luôn. Rồi mã số 57, làm lên cây trang đỏ kim ha, kim xương nha anh chị. Cái hàng này bây giờ nó người ta nghỉ trồng rồi. Nó lâu lớn quá người ta nghỉ luôn rồi. Hết hàng anh chị, có mấy cây nữa hết rồi. Trang kim, đỏ kim xưa. Đỏ lá kim á anh chị. Cái này hình thú luôn nè. Chiều cao là 90. Tán ngang nó là 60. Đó, cái này cây đỏ lá kim ha. Cái này cũ một cục rất là đẹp ha. Cục đây 16 hoành nha anh chị, 16 hoành cục này ha. Hình thú luôn ha. Rồi cây mã số 57 là 300, em bao sống bao ship toàn quốc 300.000. Rồi mã số 58 cũng là cây đỏ lá kim luôn. 58. Chiều cao là 80. Tán ngang 70. Hoành 10 nha anh chị, hoành 10 ha. Hoành 10. Rồi mã số 58 này giá 300 luôn, em bao sống bao ship toàn quốc. Rồi mã số 59 cũng là cây kim luôn, đỏ kim luôn ha. Rồi được rồi ba. Cũng là cây cú liếp nha con chị. Chiều cao 80, tán ngang 60, hoành 11. Rồi mã số 59 là cũng 300 luôn. Cũng là cây cú liếp của em ngày hôm nay anh chị. Và chúc cô chú anh chị có buổi xem kênh LTK vui vẻ bên người thân và có nhiều thành công cho mọi lĩnh vực ha. Chân thành và hẹn clip sau.